Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Các bạn thân mến, mối quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc ngày càng trở nên thân thiết. Chắc hẳn mọi người trong chúng ta đều muốn nghe một bài phân tích về những hành động của Campuchia trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Mới đây thì trang tin The Asian cũng đăng tải một bài viết rất đáng chú ý của hai tác giả người Campuchia. Bài viết với tiêu đề Chính sách đối ngoại của Campuchia cân bằng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Bài viết này sau đó đã được trang tin Cambodia Daily dẫn nguồn và đăng lại. Sau đây kênh xin gửi tới các bạn nội dung lược dịch của bài viết như sau. Campuchia đang ở vị trí thách thức chiến lược. Nước này có quan hệ chặt chẽ với hai đối thủ là Việt Nam và Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Campuchia đã gặp phải một tình huống khó khăn do tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam về vấn đề Biển Đông và những thách thức liên quan đến sông Mekong. Những thách thức địa chính trị này đã để lại rất ít chỗ cho Campuchia điều động chính sách đối ngoại của mình. Xem xét sự cạnh tranh chiến lược đang diễn ra giữa Bắc Kinh và Hà Nội, Campuchia phải quản lý chặt chẽ quan hệ đối ngoại của mình để cân bằng giữa hai quốc gia này, vì cả hai đều là bạn thân của họ. Thất bại trong việc phát triển quan hệ ngoại giao và địa chính trị có thể đặt ra những rủi ro về kinh tế và an ninh đáng kể cho Campuchia. Chính phủ Campuchia hiện tại có quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Việt Nam từ những năm 1960. Vì vậy, việc lựa chọn quan hệ bất kỳ bên nào sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với bên kia. Hiện nay, quan hệ Trung Quốc-Campuchia đã đạt đến tầm cao mới khi Campuchia là một trong những đồng minh chủ chốt của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc đã cung cấp rất nhiều hỗ trợ cho Campuchia, đặc biệt là hỗ trợ về kinh tế và quân sự. Mối quan hệ rất có đi có lại. Để đáp lại sự ủng hộ của Trung Quốc, Campuchia đôi khi đã hành động có lợi cho lợi ích chiến lược của Trung Quốc. Họ tự tin nghiêng về phía Trung Quốc, làm dấy lên mối lo ngại trong các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và các cường quốc như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tuy nhiên, mối quan tâm này đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, một người bạn của Campuchia và là đối thủ lâu năm của Trung Quốc. Khi Campuchia ngày càng liên kết với Trung Quốc, nó làm phức tạp mối quan hệ với Việt Nam. Sự cần thiết về duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Trung Quốc và Việt Nam tạo ra một thách thức đặc biệt đối với các chính sách đối ngoại của Campuchia. Nhìn lại lịch sử quan hệ Campuchia với Trung Quốc và Việt Nam, một cuộc kiểm tra ngắn gọn về lịch sử có thể rất quan trọng để hiểu các cách thức chính sách đối ngoại hiện tại của Campuchia đối với quan hệ Trung Quốc và Việt Nam. Năm 1978, có 400.000 quân Việt Nam đi cùng với 20.000 người Campuchia chạy trốn khỏi Khmer Đỏ đã tiến vào Campuchia. Cuộc tấn công của Việt Nam chống lại Khmer Đỏ năm 1978 được một số người coi là xâm lược bất hợp pháp, một số người khác thì coi là giải phóng dân tộc Campuchia. Từ năm 1979 đến năm 1990, chính phủ Campuchia do Việt Nam thành lập không được Trung Quốc và Hoa Kỳ công nhận là chính phủ hợp pháp. Trong khi đó, chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vẫn được công nhận là chính phủ Campuchia hợp pháp và nhận được sự hỗ trợ đáng kể về đạn dược và vũ khí từ Trung Quốc và Mỹ, mặc dù mất quyền kiểm soát đất nước và đang ẩn nấp dọc biên giới Campuchia-Thái Lan. Ví dụ, vào năm 1990, Khmer Đỏ đã nhận được 24 xe tăng T-59 của Trung Quốc và các hỗ trợ quân sự khác được chuyển qua biên giới Thái Lan. Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Khmer Đỏ trong những năm 1980 phần lớn được thúc đẩy bởi lợi ích chiến lược của Trung Quốc. Trung Quốc sau đó đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam vào năm 1979 như một hình phạt do việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia. Năm 1989, quân đội Việt Nam cuối cùng đã rút khỏi Campuchia do áp lực quốc tế. Sau đó, thì cơ quan chuyển tiếp Liên Hợp Quốc tại Campuchia, ATAC, đã được thành lập sau khi ký kết Hiệp định Hòa bình Paris vào năm 1991. Trung Quốc kể từ đó đã bắt đầu từ bỏ Khmer Đỏ và tìm kiếm các lựa chọn thay thế để tham gia vào chính phủ Campuchia mới được bầu. Trung Quốc lần đầu tiên tham gia vào Đảng Hoàng gia và sau đó là Đảng Nhân dân Campuchia CPP. Năm 1996, Trung Quốc chính thức mời các nhà lãnh đạo CPP đến thăm và cả hai nước đã có cuộc họp chính thức nhiều lần. Trong khi đó, Campuchia vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam. Việt Nam đã giúp Phnom Penh trở thành thành viên của ASEAN vào năm 1999. Việt Nam cũng là đối tác thương mại quan trọng của Campuchia. Mặc dù khối lượng thương mại Campuchia với Việt Nam tương đối thấp so với Campuchia và Trung Quốc, trị giá khoảng 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Khối lượng thương mại giữa Việt Nam và Campuchia là 3,37 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019, tăng lên 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Một số lãnh đạo chính phủ Campuchia, trong đó có Thủ tướng Hun Sen, thường xuyên đến thăm Hà Nội. Năm 2018, cùng với các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của đảng CPP, ông đã đến thăm Hà Nội và bày tỏ lòng kính trọng đối với lễ tang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Năm 2019, Thủ tướng Hun Sen đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Hơn nữa, mối quan hệ sâu sắc giữa Campuchia và Việt Nam có thể được hiểu thông qua đài tưởng niệm hữu nghị Campuchia-Việt Nam, đã được xây dựng ở hầu hết các tỉnh Campuchia để kỷ niệm chiến thắng Khmer Đỏ và mối quan hệ bền chặt giữa Campuchia và Việt Nam. Gần đây, Campuchia và Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự và hỗ trợ giữa hai nước trong giai đoạn 5 năm tới. Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Campuchia, quan hệ song phương giữa Campuchia và Trung Quốc đã được phát triển mạnh mẽ vào năm 1997, khi CPP giành chiến thắng trong một cuộc đảo chính quân sự trước Đảng Hoàng gia, mở đường cho họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia trong năm sau khi chính phủ do CPP lãnh đạo, sau đó bị cô lập và đối mặt với việc đình chỉ viện trợ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các chính phủ phương Tây. Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ bằng cách cung cấp hỗ trợ dưới dạng vũ khí trị giá 2,8 triệu đô la Mỹ. Năm 1997, Trung Quốc cung cấp khoảng 6 triệu đô la Mỹ viện trợ. Quan hệ kinh tế giữa hai nước được củng cố khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Trung Quốc tăng từ 36 triệu đô la Mỹ năm 1996 lên 113 triệu đô la Mỹ năm 1997. Mặc dù Thủ tướng Hun Sen đã từng nói vào cuối những năm 1980 rằng Trung Quốc là gốc rễ của tất cả những gì xấu xa ở Campuchia, còn giờ đây Trung Quốc lại là bạn thân nhất của Campuchia, đã có sự ngờ vực đối với Trung Quốc trong giới lãnh đạo CPP. Tuy nhiên, sự ngờ vực như vậy bắt đầu biến mất khi Trung Quốc liên tục cung cấp viện trợ và FDI để đáp ứng nhu cầu kinh tế của Campuchia, trong khi Mỹ và một số nước phương Tây đã chỉ trích chính phủ Hun Sen về nhân quyền và các vấn đề chính trị. Sau khi Campuchia và Trung Quốc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2010, vai trò và sự hiện diện của Campuchia tại Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Năm 2014, Trung Quốc hứa sẽ cung cấp hỗ trợ phát triển của Campuchia từ 500 triệu đến 700 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Trong hội nghị Á-Âu tại Mông Cổ lần thứ 11 năm 2016, Trung Quốc cam kết 600 triệu đô la Mỹ trong khoảng thời gian 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018. Năm 2017, Trung Quốc cũng cam kết cấp 600 triệu đô la Mỹ hàng năm cho giai đoạn 3 năm từ 2017 đến 2019 để giúp cải thiện giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng ở Campuchia. Vào tháng 10 năm 2020, Campuchia và Trung Quốc đã ký một hiệp định thương mại tự do FTA cho phép Campuchia xuất khẩu 95% hàng hóa sang thị trường Trung Quốc miễn thuế, giúp cải thiện xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc lên 25%. FDI giữa Campuchia và Trung Quốc là bằng chứng cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Campuchia và Campuchia ngày càng nghiêng về phía Trung Quốc. Đặc biệt là khi Liên minh châu Âu đã rút một phần chương trình thương mại khỏi Campuchia, tiếp đến là bước ngoặt trong quan hệ Campuchia và Trung Quốc. Quan hệ Campuchia và Trung Quốc đã bước sang một trang mới khi Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến vành đai và con đường BRI đầy tham vọng, cũng như các sáng kiến khác như hợp tác Lan Can Mekong. Theo các sáng kiến phát triển này của Trung Quốc, Campuchia nhìn thấy những cơ hội lớn trong việc thu hút Trung Quốc. Mặt khác, Việt Nam coi sáng kiến của Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Sáng kiến vành đai và con đường đã thay đổi cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế của Campuchia. Tỉnh Sihanoukville là một trường hợp điển hình. Dòng vốn đầu tư của Trung Quốc vào tỉnh đã thay đổi đáng kể bộ mặt của nó. Chính phủ Campuchia thường tuyên bố rằng sự phát triển của Campuchia không thể tách rời khỏi viện trợ của Trung Quốc, và thậm chí còn đề cập rằng Trung Quốc là một người bạn kiên định. Mặc dù mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam rất tốt đẹp, nhưng các yêu sách lãnh thổ chồng chéo giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đã thể hiện sự nghiêng về chiến lược của Campuchia đối với Trung Quốc trong mối quan hệ với Việt Nam và các thành viên ASEAN khác. Năm 2012, khi Campuchia là chủ tịch ASEAN, nước này đã bị chỉ trích vì mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, đặc biệt là khi các quyết định của họ đã dẫn đến việc ASEAN không xây dựng được tuyên bố chung liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Thất bại của ASEAN năm 2012 là một mức độ nào đó cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các quyết định chiến lược của Campuchia. Sự cố này khiến cho Hà Nội cảm thấy không thoải mái với Hun Sen, gây ra cảm giác thù địch cho người Việt Nam. Có một số lời buộc tội từ người Việt rằng Hun Sen là một kẻ phản bội. Đáp lại, Hun Sen đăng lên trang Facebook cá nhân của mình rằng: "Tôi trung thành với người dân Campuchia, nhà vua và vợ tôi. Việt Nam không phải là sếp của tôi là lãnh đạo của một Campuchia độc lập có chủ quyền. Tôi ngang bằng với các nhà lãnh đạo Việt Nam về cấp bậc." Có một số lời buộc tội từ người Việt Nam rằng Hun Sen là một kẻ phản bội. Sau đó, với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với Campuchia, mối quan hệ giữa Phnom Penh và Hà Nội ngày càng tồn tại nhiều sự nghi ngờ.
Vậy vì sao Campuchia lại có thể tăng cường mối quan hệ khăng khít với Trung Quốc? Có ít nhất 3 lý do để giải thích được lập trường của Campuchia đối với Trung Quốc. Thứ nhất là Trung Quốc là nhà tài trợ song phương và là nhà cung cấp FDI lớn nhất cho Campuchia. Điều đó được thể hiện 43% vốn FDI vào Campuchia đến từ Trung Quốc, tạo ra 70% cơ hội việc làm cho người dân Campuchia trong các dự án phát triển hạ tầng khác nhau. Từ năm 1994 đến năm 2016, vốn FDI Trung Quốc và Campuchia đã đạt 14,7 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc cũng giúp tài trợ cho một số dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở Campuchia, bao gồm 6 cây cầu lớn và 3.287 km đường bộ. Năm 2019, Trung Quốc đã cung cấp 2 tỷ đô la Mỹ để xây dựng đường cao tốc đầu tiên của Campuchia nối tỉnh Sihanoukville và Phnom Penh. Thứ hai là dường như có một sự khác biệt rõ rệt trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của Campuchia và Việt Nam. Việt Nam đã chấp nhận Mỹ vì họ hy vọng Mỹ bảo vệ chủ quyền hàng hải của mình khỏi sự xâm lấn của Trung Quốc. Ngược lại, Campuchia tiến gần hơn đến Trung Quốc vì Trung Quốc cung cấp nguồn phát triển kinh tế và sự ủng hộ chính trị đáng tin cậy và CPI cần duy trì quyền lực và sự thống trị ở Campuchia. Hơn nữa, việc quay lưng lại với Việt Nam giúp chính phủ hiện tại nhận được sự ủng hộ chính trị ở trong nước khi đảng đối lập lớn nhất hiện tại đã giải tán. Đảng Cứu Quốc Campuchia thường sử dụng quân bài Việt Nam để chống lại đảng cầm quyền. Thứ ba, dường như là ASEAN không hiệu quả trong việc cung cấp đảm bảo an ninh cho một quốc gia nhỏ như Campuchia. Năm 2011, Campuchia đã tìm đến sự hỗ trợ từ ASEAN để giúp giải quyết tranh chấp với Thái Lan về đền Phevia và khu vực xung quanh. Tuy nhiên, thì ASEAN đã không đưa ra được bất kỳ cơ chế giải quyết nào để giải quyết xung đột biên giới. Trên thực tế, ASEAN đã thất bại trước Campuchia bởi họ đã thất bại trong việc ngăn chặn một cuộc đụng độ quân sự giữa Campuchia và Thái Lan trong cuộc xung đột biên giới giữa hai nước này. Hơn nữa, khi Campuchia dường như bị kẹp giữa hai đối thủ cũ là Thái Lan và Việt Nam, một trong những lựa chọn khả thi nhất là tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài, từ các quốc gia như Trung Quốc và Mỹ. Giới tinh hoa Campuchia hiện nay nhận thức rõ về mối đe dọa hiện hữu do Việt Nam gây ra vì họ luôn thận trọng khi đối phó với Việt Nam về các vấn đề biên giới và nhập cư. Do đó, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc có thể cung cấp thêm niềm tin an ninh cho Campuchia để cân bằng chống lại mối đe dọa từ láng giềng. Như một số nhà phân tích lưu ý, giới tinh hoa chính trị Campuchia coi mối quan hệ mạnh mẽ với Trung Quốc là một chiến lược khả thi để Campuchia xây dựng năng lực quân sự. Sự hỗ trợ của Trung Quốc là một công cụ hiệu quả để Campuchia phòng ngừa, chống lại Việt Nam. Suy cho cùng, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, quan hệ giữa các quốc gia với nhau thường xuyên thay đổi dựa trên lợi ích quốc gia của họ được xác định bởi nhóm tinh hoa chính trị. Như nhà ngoại giao Anh Neil Johnson nổi tiếng đã nói, không có bạn bè hay kẻ thù nào vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia, dân tộc là vĩnh viễn. Tuyên bố này đúng với việc tiến hành quan hệ quốc tế, vì các quốc gia thường xuyên thay đổi quan hệ của họ với các quốc gia khác khi lợi ích của họ thay đổi. Điều này áp dụng cho cách tiếp cận chính sách đối ngoại hiện tại của Campuchia đối với Trung Quốc và Việt Nam. Campuchia có mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam bắt đầu từ năm 1990. Tuy nhiên, quan hệ bắt đầu thay đổi khi Trung Quốc bắt đầu tăng cường sự hiện diện ở Đông Nam Á nói chung và Campuchia nói riêng. Để thúc đẩy lợi ích của họ, Campuchia và Trung Quốc đã củng cố mối quan hệ trong khi Campuchia tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính và quân sự từ Trung Quốc. Ở một mức độ nhất định, họ đã trả lại bằng cách giúp Trung Quốc thúc đẩy các chương trình nghị sự của mình ở châu Á, bao gồm cả các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Khi quan hệ Trung Quốc-Campuchia trở nên mạnh mẽ hơn, nó tạo ra ảnh hưởng dễ nhận thấy trong quan hệ Campuchia và Việt Nam. Do đó, với vai trò quan trọng của cả Trung Quốc và Việt Nam đối với lợi ích kinh tế và an ninh của Campuchia, Phnom Penh cần đặc biệt thận trọng trong việc cân bằng giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Điều này giống như đi bộ trên dây vậy. Thưa các bạn, trên đây là toàn bộ bài viết của hai tác giả người Campuchia, Sang Swan Rim và Kim Mohe. Video của kênh xin dừng ở đây. Bạn có cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.